tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng xem nội dung tối nay có gì. Nhà hàng Nhật bán món mì in kinh Phật linh thiêng gây sốt. Một nhà hàng Nhật Bản ở thành phố Ota, tỉnh Gunma đã gây sốt vì bán một loại mì độc đáo có in các loại chú của kinh Phật. Nitanoso Kazantai thu hút sự chú ý của công chúng khi phục vụ một món ăn thậm chí không có trong thực đơn của nhà hàng. Món mì thần thánh của nhà hàng ban đầu xuất hiện để làm quà lưu niệm, nấu ở nhà hoặc làm quà biếu, bất ngờ được nhận phản hồi vô cùng tích cực. Những sợi mì đặc biệt được cắt dày hơn bình thường, hình chữ nhật, có in các ký tự lớn mà vẫn có thể nhìn thấy ngay cả sau khi đã nấu chín. Một phần mì thiêng được in đầy đủ tâm kinh, bát nhã tâm kinh, một trong những văn bản linh thiêng và ngắn nhất của đạo Phật. Tại nhiều ngôi chùa, tâm kinh thường được phát cho du khách dưới dạng giấy, nhưng Nitanoso Kazantai quyết định đưa các tác phẩm này lên trên các sợi mì. Tâm kinh đề cập đến khái niệm về tính không, vô thường và thường được các nhà sư tụng như một bài thực hành thiền định tại các ngôi chùa. Đó là lý do chính tại sao Nitanoso Kazantai không phục vụ món mì này tại nhà hàng mà khuyến khích khách hàng mang về nhà để đảm bảo sự riêng tư, tĩnh lặng khi cần thiết. Một gói mì thiêng chứa toàn bộ tâm kinh 260 ký tự, kèm theo một tờ giấy in chữ Furigana giúp đọc những chữ kanji khó hơn và một hướng dẫn dịch sang ngôn ngữ hiện đại cho những người lần đầu làm quen với kinh Phật. Theo trang web Nitanoso Kazantai, món mì thiêng này được in bằng cách sử dụng hỗn hợp than tre và màu caramel ăn được có nguồn gốc từ lúa mì. Mặc dù các ký tự có thể mờ đi một chút sau khi nấu, nhưng chúng vẫn hoàn toàn có thể đọc được. Món ăn này hiện chỉ bán ở tỉnh Gunma và có giá 1.620 yên Nhật, hơn 280.000 đồng trên gói.